Hôm nay giới thiệu anh em một con CTP của Pioneer. Một con CTP vừa đọc CD và vừa giải mã được. Thì trong cái phân khúc HS này này, nó có HS1, 357 thì chỉ có HS7 là dòng hết số này và có giải mã độc lập 24 bit. Đấy, nên với cái thời 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 điểm như bây giờ thì những cái giải mã thì không còn xa lạ với anh em chúng mình rồi. Thì con này nó cũng được hỗ trợ đến 24 bit là 48 kHz đấy. Rất phù hợp với lại là gia đình. Ai mà vừa muốn chơi CD mà muốn giải mã mà không muốn mất thêm tiền cho những cái giải mã độc lập đắt tiền ấy, thì đây là một sự lựa chọn tối ưu và hoàn hảo. Chất âm của nó mang lại thì em thật những con giải mã độc lập tầm hơn 10 triệu, 15 triệu, 16 triệu không ăn nó luôn, em khẳng định luôn. Cái nữa ấy, tiếp theo nữa ấy, thì con này thì nó có một cái đặc biệt là nó chạy đĩa ngược. Đấy. Đĩa thì phải là đĩa ngược. Đấy mọi người chú ý cái đấy nhá. Đây là một cái đĩa phôi phono này, nhưng mà phải để ngược nhá. Nếu mà để xuôi là nó bị hỏng mắt đấy. Thì đầu tiên thì em cũng test nó đọc dăm ba cái phôi, ví dụ phôi phono là cái phôi gọi là phôi hàng chợ đấy. Nếu mà anh em chơi nó là phôi hàng chợ đấy. Đấy, mặt đọc nó rất nhạy, phan ngày. Cái bên cái này là cái đĩa test linh tinh. Đọc đĩa rất nhanh nhau. Đấy. Đến một cái phôi nữa là cái phôi CD lòng trắng. Thì thường thường cái phôi này thì hay sử dụng những cái phôi CD xịn hoặc là CD Trung Quốc ngày xưa ấy, thì hay dùng. Đấy. Thì test qua xem như thế nào nhá. Con này chất âm mang lại thì em vượt tầm tiền luôn. Em đã thử, em thực ra nói thì em cũng có cả 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 đời nâu em mới mắc đôi ấy, nó cũng chạy cùng giải mã con này 1702, nhưng con này âm âm trường âm hay hơn, rộng tiếng, nói chung là thình thàng nghe thích hơn. Đấy. Thực ra là con này rất đáng chơi luôn. Theo em thì không biết là vì Việt Nam mình nó chưa chưa chuộng hay như nào, nhưng mà máy về tình trạng thì đẹp keng nhau.
đĩa rất rất tốt nhá. Cái đĩa nào nó cũng cũng ăn không kén đĩa này. Thứ hai thì em test cho mọi người cái phần chức năng giải mã của nó và hướng dẫn qua. Thực ra em nói nhiều rồi, thường thôi tiện thì cứ nói lại. Đây. Giải mã thì đây, cái đắc mốt này nó chính là cái đắc mốt này này. Khi đằng sau mình ấn vào optical thì lên chữ optical này, thì em đã cắm sẵn cái cổng quang optical vào đây, từ tivi xuống đây. Đấy, tivi, cổng quang tivi xuống này, cao sờ này, đây là đường ra. Đấy, đây là đường vào, có hai đường, đây là đường ra xuất dầm lì nhá. Đấy, đây. In này, bên này out này. Đấy, thì em cắm optical của tivi xuống. Thì cái dark mode này thì mình ấn một cái thì nó sẽ hiện lên là 48 optical này. Cao sờ khi mình không cắm thì nó không hiện đến cái kilohertz nào cả. Đây là đây về CD này. Ấn một cái nữa thì nó lên 48 Hz. 48 Hz chính là 24 bit. Còn cái digital output là cái là cổng quang xuất. Nếu mà mọi người ấn off này thì nó sẽ không xuất quang, thì nếu mà xuất quang lại xuất ra một cái thiết bị khác chẳng hạn. Còn cái này display là tắt đi. Đấy, thế thôi. Khi CD bật là tắt là thế thôi. Không có cái ý nghĩa nụ cười gì ở cái này cả. Chỉ cần chú ý mỗi cái phần dark mode là được. Đấy, bây giờ thử tí này giải mã hay lắm. Nên là vì sao mọi người để ý em những cái con nào hàng dòng mọi người em trải nghiệm thấy ok thì em mới làm tiếp. Con này em làm nhiều rồi, em biết nó hay nên là em hay đấu về. Còn những cái con mà nghe không ấy mà nó ngược giá thì em không làm, ít làm. Ai đặt thì làm thôi. Còn những cái gì mà đã được trải nghiệm mà được đánh giá một cách chính xác thì em sẽ làm để mọi người cùng trải nghiệm, cùng biết. Đấy, không phải tự dưng mà em cứ suốt ngày em cứ lên HH7 là không phải đâu, nó phải có lý do đấy. Rồi, ok, chào anh em nhé.